ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỳ kheo, các ngươi cho thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, các uẩn ấy là vô thường. Vật chi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi là vô thường là khổ, vật chi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỳ kheo, cho nên sắc uẩn nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, các uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tướng như vậy, đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã ta. Này các tỳ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, các uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tướng như vậy, đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỳ kheo, bậc Thinh Văn đệ tử được nghe và thấy như thế rồi, liền sanh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, vị ấy chứng đắc tuệ giải thoát và biết rõ sự sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì cần làm đã làm và không còn tái sanh nữa. Đức Phật thuyết giảng như vậy, năm vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Khi Đức Phật giảng dạy kinh này thì tâm của năm vị tỳ kheo được giải thoát các vi tế phiền não, không còn chấp thủ nữa. Pháp nào có tên gọi là vô thường là pháp có trạng thái biến hoại không thường. Pháp nào có tên gọi là khổ não là pháp có trạng thái sầu đau khổ vị khổ lụy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã là pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy chẳng chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh luôn đến chư thiên, ma vương cùng phạm thiên cả thảy. Mô Phật, một lần nữa con xin kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ tỳ kheo Pháp Trang, kính chào sư Nguyên Thông, kính chào quý cô và đạo tràng. Sư thấy tới giờ mình thọ tam quy ngũ giới nha. Bây giờ mời Mỹ thọ tam quy ngũ giới rồi thỉnh sư Pháp Trang truyền tam quy ngũ giới nha, rồi về sau đó kính thỉnh sư Nguyên Thông phúc chúc cho đạo tràng. Rồi sau, hôm nay là sư Pháp Tính sẽ giảng pháp đó, rồi kính chúc quý vị thính pháp được an vui. Rồi Mỹ, mời Mỹ ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sằng Gà Giá. Con kính đến lễ Bảo, con kính đến đảnh lễ Pháp Bảo, con kính đảnh lễ Tăng Bảo. Dạ, con kính đến lễ sư Thanh Tâm, con kính đến lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và con kính chào đạo tràng. Dạ, kính thưa sư, dạ hôm nay tụi con mời đã mời Kiều Anh đại diện cho lớp học xin tam quy và ngũ giới ạ. Dạ, con xin mời Kiều Anh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Dạ, con Oanh Phan, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý đạo hữu. Dạ, sau đây con xin kính mời toàn thể đạo tràng cùng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Dạ, con xin sư Pháp Trang truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con à. Ukkha sa ma dằng phành tê
quy sùng rắc khan an thà gia ti sa ra nề na sa ha bần cha si la ni già cha ma đu ti dầm bi ma dằng phần tề quy sùng rắc khan an thà gia ti sa ra nề na sa ha bần cha si la ni già cha ma ta ti dầm bi ma dằng phần tề quy sùng rắc khan thà gia ti sa ra nề na sa ha bần cha si la ni già cha ma bạch quá chư đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch quá chư đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch quá chư đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, sau đây con xin thỉnh sư Pháp Trang tuyên truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Thanh Tâm, xin chào sư Nguyên Thông và cùng toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Ngày giờ đây chúng con xin được theo lời chỉ dạy của thượng tọa Thanh Tâm để truyền quy giới đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Phật Thầy Giá. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Bhagavad đó. Ngài là bậc arahant cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành làm lễ đức Bhagavad đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ công thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Bhagavad đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ công thầy chỉ dạy. Buddha-hán Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thamang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sangkhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duttiyampi Thamang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đô tê giam pê sang khang sa ra năng gà cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin vi y tăng lần thứ nhì. Ta tê giam pê po tăng sa ra năng gà cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin vi y Phật lần thứ ba. Ta tê giam pê thẩm mang sa ra năng gà cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin vi y Pháp lần thứ ba. Ta ti giam pi sang khang sa ra năng ga cha mi. Con đem mất lòng thành kính xin vi y tăng lần thứ ba. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavad đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavad đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.
Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Giá Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hăn cao thượng, chứng được quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bụt thăng sa ra năng gặp cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thẩm măng sa ra năng gặp cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sẵn thăng sa ra năng gặp cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đuôi ti dâm bị bụt thăng sa ra năng gặp cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đuôi ti dâm bị thẩm măng sa ra năng gặp cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đuôi ti dâm bị sẵn thăng sa ra năng gặp cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bị bụt thăng sa ra năng gặp cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bị thầm măng sa ra năng gặp cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm bị sẵn thăng sa ra năng gặp cha. Dạ con xin sám hối, con bị rớt mất ạ. Ta ti dâm bị sẵn thăng sa ra năng gặp cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tế sarana kahanang parponang các vị tam bảo trộm đủ chứ có bấy nhiêu. Panatipata veramani sikhabadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự sát sanh. Adina dana veramani sikhabadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Kame sumecha chara veramane sikhabadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự tà dâm. Musavada veramane sikhabadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối. Sorame rajamacha pamadathana veramane sikhabadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Banatibata veramane sikhabadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikhabadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumiccha chara veramani sikhabadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikhabadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sutrame rajapmajapatmadathana veramani sikhabadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất say. Imane pañca sikha badane sathukaṃ kattvā appamādena na cakkhalaṃ sammārakkhitappaṃ. Chư thiện tín sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo các vâng giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời. Chẳng nên dễ vui,
Sĩ lê na sô kê tinh danh ti các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na phô ca sâm pa đa các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na nê pô tinh danh ti các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Ta sma sĩ lăng vi sô ta dê bởi các cây nên chư quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sa thu lành thay. Dạ con kính tri ân sư Pháp Trang đã truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ sau đây chúng con xin sám hối Phật Pháp Tăng ạ. Uttamange na vande hăng Bà đa bành sung quá rút tà măng, bụt thê vô cà lý tô đô sô, bụt thô cà mà tú tăng mà măng. Chúng con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn, chí thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Pháp Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamange na vande hăng thammang cha du vi tham quá răng thamme yo kalito do so thammo kamatu tăng ma măng. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamange na vande hăng sang khăn cha du vi thô ta măng sang thê vô ca lý tô đô sô sang khô ca ma tu tăng ma măng. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Dạ, chúng con xin thành kính tri ân sư Pháp Trang và sau đây xin sư chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ. Alo, alo. Dạ, con theo theo chỉ thị của sư phụ Thanh Tâm, xin được chúc phúc cho toàn thể đạo tràng. Yang du ni mi tang ava mangalan cha yo cha mana po sakuna sa sak do pa pa ga ho du si parang akang tang bu tha nu pa ve ni vi na sa men tu yang du ni mi tang ava mangalan cha yo cha mana po sakuna sa sak do pa pa ga ho du si pinang akang tang tham ma nu pha ve na vi na sa men tu yang du ni mi tang ava mangalan cha yo cha mana po sakuna sa sak do pa pa ga ho du si pinang akang tang sang kha nu pha ve na vi na sa men tu. Nguyện cầu quý đức Phật Bảo, nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức Tăng Bảo, xin Tam Bổ gia hộ ngăn cường mọi tai ương, những hưởng bất tường, những mộng mỹ xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Dukkha pata chani dukkha paya pata chani paya soka pata chani soka hôn tu sabbe Vipanino eta vata sa amhi sampatang punya sambadang sabbe deva numodang tu sabba sampa ti sikdiya dananda dan tu sakda yasilang ratkang tu sabbada pavana virata hon tu gachang tu devata gata. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi,
Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi chân xứ. Sabbe buddha palapata pacce kanan chayang balang arahanta chan tate chay narat khan banda mi sabba so. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phúc lành phát sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao mai lại cho đạo tràng. Dạ, yeah, mô Phật sa thú lành thay. Dạ, yeah. Cảm ơn Pháp Trang và sư Nguyên Thông. Một lần nữa xin sư xin kính chào đạo tràng. Không biết sư Pháp Tính mấy giờ đến đây ha Nguyên Như? Thôi thì trong khi chờ đợi, sư đọc cho quý vị nghe một cái bài kệ, nó thuộc về tứ niệm xứ ha. Khi nào có sư Pháp Tính đến, quý vị hoan hỷ nhắc cho sư biết nha. Cái bài kinh này được tóm tắt như sau, đó là do sư cô Trí Hải tóm tắt, đó là tứ niệm xứ. Kệ tụng như thế này: Đức Phật dạy có con đường độc nhất, có bốn cơ sở để mà chánh niệm khiến chúng sanh được thanh tịnh, diệt sầu bi khổ não khổ ưu, thành tựu được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Một, đó là quán thân trên thân. Hai, quán thọ như cảm thọ. Thứ ba là quán tâm như tâm. Bốn, quán pháp như pháp. Quý vị ở đây thấy cái từ như ha, tại vì trong kinh đó, đúng cái từ là Đức Phật nói là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Còn ở đây sư cô dùng cái từ gọi là quán thân như thân, quán thọ như thọ, quán tâm như tâm, quán pháp như pháp. Rồi, quán thân như thế nào? Quán thân thì có 14 đề mục thực hành vào mỗi lúc. Một là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra. Tức là hít mình nói hít, thở mình nói thở, đó gọi là niệm ha. Còn chánh niệm là khác. Chánh niệm là phải biết các pháp này nó là vô thường, khổ, vô ngã. Rồi, hơi thở vô biết, hơi thở ra biết, dài ngắn đều biết ha. Dài biết dài, ngắn biết ngắn. Rồi hai là quán tứ oai nghi. Dạ, mô Phật, sư thấy tỳ kheo Pháp Tính đến với lớp học rồi. Bây giờ kính mời sư ạ. Rồi, hay là sư thấy mời MC chứ? Dạ, mời MC trước. MC lên đảnh lễ chư Tăng. Rồi, thỉnh Pháp Sư ạ, mô Phật. Rồi, MC đâu, không thấy. Nguyên Như đâu, Nguyên Trang đâu. Chắc hai vị này bận rồi. Bây giờ mời... rồi rồi mời. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Tính, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô
ta sa phagavato arahato samma sambuddha sanamo ta sa phagavato arahato samma sambuddha sa dhamma de sanaya janagatha Brahma-chaloka-tipati sahambati-katanchali-antivarang-aya Yatha santi-thasakta-parajakha-chatika-dese-tu-thammang-anukambimang Bacang saktham-aferin-vinayan-chakayan-suttan-chabantham-afitham Macamang Ako tayanto chatusak chadandang bapo thane ye parisa yamatche. Dạ sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con thời pháp ngày hôm nay à. Dạ con kính dâng mít lại cho sư à. Dạ con xin xuống mít à. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thánh Tăng, kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Trang, kính chào sư Nguyên Thông, kính chào toàn thể đại chúng đang có mặt ở trong diễn đàn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học phần thủ duyên cho hữu. Vậy thì trước khi đi vào phần thiết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagavatam vavantang apivadimi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sangham namami lokassana thang vadamuttama hang Bút thành giác âm manh giác ban nam ma mỹ sang khăn. Đệ tử xin nghiêm tình, thân khẩu ý, tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng. Và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị, thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, tiếp tục ở trong cái bài thập nhị nhân duyên. Hôm nay thì chúng ta học phần thủ duyên cho hữu Upanana Paccaya Pavo. Vậy thì như kỳ trước chúng ta đã học, chúng ta đã biết là thủ rồi. Thủ có nghĩa là cái sự chấp thủ, ở trong đó có dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Và chúng ta nhớ rằng là thể mà khi nào tham ái và tà kiến nó trở nên mạnh mẽ thì lúc bấy giờ nó được gọi là thủ. Thể mà tham ái và tà kiến mà nó trở nên mạnh mẽ thì lúc bấy giờ được gọi là thủ. Vậy thì thủ mà duyên cho hữu đó có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là thủ này nó sẽ có khả năng đưa đẩy chúng sanh vào cái dòng trầm luân sanh tử luân hồi. Vậy thì chúng ta nhớ, nếu mà nhắc đến thủ mà duyên cho hữu có nghĩa là gì, thì nói một cách nôm na chúng ta dễ hiểu, thủ này nó sẽ đưa đẩy chúng sanh vào cái dòng sanh tử, vào cái dòng trầm luân sanh tử luân hồi này. Thành ra gọi là hữu duyên cho hữu. Vậy thì hữu ở đây đó nó có hai, hữu ở đây nó có hai. Thứ nhất là nghiệp hữu căm má phá quá, căm má phá quá có nghĩa là 29 động lực hiệp thế. Cái chi pháp nó là 29 động lực hiệp thế.
Chúng ta nhớ động lực hiệp thế đó. Động lực hiệp thế là gọi chung lại. Nếu mà chúng ta muốn nhớ cái động lực hiệp thế này á, là chúng ta chỉ cần mà nhớ là những cái tâm, những cái tâm mà nó làm cái việc, nó làm cái việc mà thuộc về phước hay là tội, thì cái đó gọi là động lực, cái tâm động lực. Nếu mà như lúc trước ấy, mà chúng ta có học á, ở trong vị diệu pháp á, hỏi động lực là gì, cái gì mà mạnh và nhanh là cái đó gọi là động lực. Vậy thì đối với cái gì mà mạnh và nhanh quý vị, những cái tâm bất thiện mạnh và nhanh, những cái tâm đại thiện dục giới nó mạnh và nó nhanh, những cái tâm thiện của đáo đại, có nghĩa là những cái tâm thiện của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, thì những cái tâm đó nó mạnh và nhanh, thành ra gọi là động lực. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Đó, vậy thì động lực ở đây là những động lực hiệp thế đó, là những cái tâm bất thiện nè, những cái tâm đại thiện ở dục giới nè, những cái tâm thiện của đáo đại là những cái tâm mà sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta cộng lại coi đủ 29 động lực không? 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện là 20, 4 là 5, 5 sắc giới và 4 vô sắc, cộng lại là đủ 29 rồi. Đó, rồi sanh hữu, trong cái hữu này nó có nghiệp hữu và sanh hữu. Sanh hữu ở đây chi pháp là 38 tâm quả hiệp thế, 38 tâm quả hiệp thế, rồi cùng với 35 sở hữu, 35 sở hữu nó sanh chung ở trong 38 tâm quả hiệp thế, và 18 sắc nghiệp đi cùng, 18 sắc nghiệp đi cùng. Đó. Cái này thì chúng ta chỉ cần nắm, chúng ta chỉ cần nắm 32 tâm quả hiệp thế với 18 sắc nghiệp thôi, 18 sắc nghiệp thôi, 18 sắc nghiệp chúng ta khỏi phân tích, chúng ta chỉ cần nhớ như vậy thôi, để có cái lúc nào đó cần thì chúng ta sẽ phân tích. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ học về cái hữu. Cái hữu đó là phá quá, phá quá là phá vô. Phá quá đó có nghĩa là có, phá quá có nghĩa là có. Vậy thì cái gì mà từ đó mà có thì gọi là hữu. Còn đối với nghiệp hữu á, thì cái nghiệp hữu á, thì gọi là cái gì? Nhờ cái nghiệp nào mà có nên gọi là hữu. Có nghĩa là ở đây nó hơi khô khan tí xíu, nhưng mà quý vị chỉ chịu khó chúng ta suy nghĩ vô tí xíu thôi. Chúng ta bỏ qua những cái, chúng ta bỏ qua bớt những cái từ ngữ đó, thì coi như là từ từ là chúng ta sẽ hiểu cái chữ hữu này. Đó, có nghĩa là ở đây á, nghiệp hữu á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhờ vào cái nghiệp nào mà chúng ta có mặt thì cái đó gọi là nghiệp hữu. Nhờ vào cái nghiệp nào mà chúng ta có mặt thì chúng ta gọi cái đó là nghiệp hữu. Nhờ cái gì mà, nhờ cái gì mà chúng ta có mặt ở trên cái cuộc đời này thì cái đó gọi là sanh hữu, gọi là sanh hữu. Nó tóm tắt chỉ là như vậy thôi. Rồi kế tiếp nữa đó, chúng ta thấy rằng là ngay chỗ này một chút nữa chúng tôi sẽ phân tích tường tận cho quý vị nghe. Do cái dục hữu nó làm duyên cho sanh hữu như thế nào, vân vân. Một chút nữa mà chúng tôi sẽ phân tích. Còn bây giờ thì mình ráng mình học về chi pháp. Đó. Rồi vậy thì như hồi nãy chúng tôi nói là đối với nghiệp hữu là chi pháp là 29 động lực hiệp thế.
có nghĩa là những cái tâm bất thiện, những cái tâm thiện của dục giới và đạo đại đó, thì gom chung lại, cái đó gọi là nghiệp hữu. Còn sanh hữu chi pháp là 32 tâm quả hiệp thế, cùng với 35 sở hữu và 18 sắc nghiệp. Vậy thì nếu mà nói ở trên cái phương diện, nói ở trên cái phương diện mà bình thường, mà như mà chúng ta thường thường chúng ta nói ở trong đời sống mình, những cái nghiệp thân khẩu ý vân vân, thì nếu mà mình chia theo cái cách đó cũng được quý vị. Đó, thí dụ như là thân nghiệp hữu ở đây, đối với cái nghiệp hữu ở đây á, thân nghiệp hữu ở đây á, có nghĩa là cái gì quý vị? Thân nghiệp hữu là coi như là từ cái thân nghiệp, những cái gì mà mình tạo nghiệp mà bằng cái thân, thành ra gọi là thân nghiệp hữu, tức là các cái nghiệp do thân nói chung. Chi pháp cũng là 12 tâm bất thiện và 8 đại nghiệp, đại thiện. Đối khi mà chúng ta đó, chúng ta phân tích ra ở trong cái đời sống bình thường của chúng ta đó, chúng ta phân tích ở trong cái đời sống bình thường của chúng ta đó, thì nếu mà nói về mà đối với cái thân này, khi mà nó tạo nghiệp đó, thì chúng ta gọi là thân nghiệp hữu, chúng ta gọi là thân nghiệp hữu. Vậy thì các cái thân nghiệp đó, mà nói chung đó, là do đâu quý vị? Do đâu mà chúng ta tạo nghiệp? Thì nó cũng do 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện đó nó tạo nghiệp, thành ra cái đó chúng ta gọi là thân nghiệp hữu. Rồi nếu mà nói về mà khẩu nghiệp hữu á, tức là khẩu nghiệp của chúng ta, có nghĩa là do cái lời nói của chúng ta chúng ta tạo nghiệp, thì nó chi pháp của nó cũng do 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện mà nó tạo ra cái khẩu nghiệp hữu của chúng ta. Rồi đối với cái ý nghiệp hữu của mình cũng vậy, trong cái ý của mình ở trong thường ngày nói chung là mình có, là do đâu nó thúc đẩy mà nó tạo ra cái ý nghiệp hữu, cũng do 12 tâm bất thiện, cũng do 8 tâm đại thiện nó tạo ra. Đó, còn nói về mà cái sinh hữu đó, cái sanh hữu á, thì coi như là nó cho chúng ta cái gì quý vị? Nó cho chúng ta đi ở bao nhiêu cái cõi, cõi dục giới cũng có, rồi cõi sắc giới cũng có, rồi cõi vô sắc cũng có. Đó, thì đối với thân khẩu ý của chúng ta tạo những cái nghiệp, nó sẽ đưa chúng ta đi ở trong ba cái cõi, cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc. Vậy thì ở đây đó, thì chúng tôi muốn đi lại ở trong cái khoảng đầu. Ở đây thì coi như là cái chữ mà thủ đó, thì chúng ta nên nhớ rằng là đối với tham ái và tà kiến, khi nào mà nó mạnh thì nó trở thành thủ. Mà hãy mà nó duyên cho hữu, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là hữu ở đây có nghĩa là nghiệp hữu và sanh hữu, nghiệp hữu và sanh hữu. Thì khi mà cái câu mà chúng ta biết được rằng thủ mà duyên cho hữu, là có nghĩa là do cái sự chấp thủ này, nó có khả năng nó đưa đẩy chúng sanh, nó đẩy chúng sanh vào cái dòng sanh tử luân hồi, có cái kiếp sống mới nữa, thành ra gọi là thủ duyên cho hữu, thủ duyên cho hữu. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ nói cho quý vị, chúng tôi sẽ giảng cho quý vị nghe về cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ nhất, hồi nãy là chúng ta học về cái chi pháp rồi, chúng ta học về cái chi pháp rồi, chúng ta nắm được cái chi pháp chưa? Chúng ta nắm được, quý vị nắm được cái chi pháp chưa? Nghiệp hữu
là 29 động lực hiệp thế, chúng ta nắm được cái chỗ đó rồi, phải không? Sanh hữu là 32 tâm quả hiệp thế, đó. 35 sở hữu đi cùng 18 sắc nghiệp, chúng ta biết được cái nghiệp hữu, cái sanh hữu nó là như vậy rồi. Rồi, còn nếu mà nói nôm na, nói chung lại á, thì chúng ta có thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu và ý nghiệp hữu. Đó, rồi nó cho chúng ta đi đâu? Đi sanh ở trong cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Đó, cái đó là nói một cách nôm na. Rồi, bây giờ thì cái trường hợp thứ nhất, cái trường hợp thứ nhất chúng tôi phân tích cho quý vị nghe. Trường hợp thứ nhất là do dục thủ nó làm duyên cho hữu, dục thủ nó làm duyên cho hữu. Rồi cái trường hợp thứ nhất có thể là quý vị viết lên giùm chúng tôi đi, viết cái tiêu đề thôi. Trường hợp thứ nhất là tại vì trong cái thủ hồi bữa mình học rồi, dục thủ, rồi kiến thủ, rồi giới cấm thủ, rồi ngã chấp thủ. Bây giờ chúng tôi mới phân tích tiếp theo cho quý vị. Dục thủ làm duyên cho hữu, dục thủ làm duyên cho hữu, dục thủ làm duyên cho hữu. Đó là bây giờ chúng tôi phân tích ra cho quý vị từng cái từng cái. Vậy thì dục thủ mà làm duyên cho hữu á, là như thế nào quý vị? Theo lẽ thường á, thường thường á, thì đối với phàm phu chúng ta đó, thì chúng ta chỉ có cái mình ưa, có cái sự mà vừa lòng hay là hài lòng với cái quan điểm gì đó, với cái quan điểm của, gì đó của mình. Thành ra đó mình mới không có biết cái cách để mà suy xét một cái cách thấu đáo. Mình không có biết suy xét một cách đúng đắn theo cái nguyên lý của nhân quả. Thành ra đó nên quý vị thấy rằng nên các vị trưởng lão hoặc là ở trong kinh mới nói rằng phàm phu giống như là những cái người mà loạn trí, cũng giống như một những cái người mà bị loạn trí. Thành ra chính vì vậy đó, cái chỗ mà loạn trí đó đó, chúng ta mới sai đắm ở trong dục lạc. Chúng ta mới sai đắm ở trong cái dục lạc. Rồi do chúng ta sai đắm ở trong dục lạc đó, rồi chúng ta mới nỗ lực để mà chúng ta tìm cầu những cái dục lạc đó bằng cái gì? Bằng cái cách là chúng ta sát sanh, chúng ta trộm cắp, chúng ta tà dâm, chúng ta nói dối, chúng ta uống rượu, vân vân. Thành ra do những cái nghiệp đó, để rồi sau khi mà chúng ta chết, sau khi chúng ta mạng chung đó, thì chúng ta bị sanh vào đọa xứ, có nghĩa là sanh vào địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh Atula, vân vân. Thì những cái trường hợp đó, đó gọi là dục thủ mà nó làm duyên cho, nó làm duyên cho bất thiện nghiệp hữu và sinh hữu là như vậy đó. Đó có nghĩa là quý vị thấy rằng cũng như quý vị thấy ở trong Pháp Cú Kinh đó, có cái câu chuyện kể về cái anh chàng đó đó, coi như là cha mẹ đó mới để lại cho anh ta cũng như là một cái số gia tài, một cái số tiền rất là lớn. Rồi cha mẹ đó mới nghĩ rằng là với cái số tiền này nè, con trai của mình sẽ xài một ngày như đó vậy, thì con mình sống đến 100 tuổi, con mình sống đến 100 tuổi mà một ngày xài một số tiền như vậy, thì sống đến 100 tuổi xài cũng hết, xài cũng hết. Thành ra đó cha với mẹ đó là coi như là kêu con khỏi đi học, khỏi đi học cái nghề gì hết, khỏi đi học cái nghề gì hết, chỉ mà ở nhà mà xài tiền như vậy thôi. Rồi sau đó đó cha với mẹ đó cũng cưới một cái cô vợ cho anh chàng đó như vậy, cho anh chàng đó như vậy. Rồi ở bên nhà vợ đó thì coi như là cũng giàu có, đầy đủ tài sản, rồi cũng có cái suy nghĩ giống như ở bên nhà chồng đó. Rồi hai người á
Khi mà lấy nhau rồi đó, lấy nhau rồi đó, quý vị biết rằng là coi như là không có học một cái nghề gì hết, không có làm gì hết, thì coi như là chỉ có lấy cái gia tài mà cha mẹ để lại mà xài thôi. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, nó đâu có như vậy quý vị, nó đâu có đơn giản là như vậy. Cha mẹ tính một ngày là mình xài bao nhiêu, rồi bây giờ là đến 100 năm nữa, 100 năm nữa thì một ngày mình xài với số tiền đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, có những người á, thí dụ như là giờ người ta theo tính theo thời nay đi, thí dụ như người ta có thí dụ như là 1 triệu đô, thì người ta nghĩ rằng một ngày người ta xài á, là có 20 đô hay là 50 đô gì đó. Hiện giờ người ta có 1 triệu đô, hoặc là người ta có một cái số tiền rất là nhiều, rồi giờ người ta xài đến mấy chục năm nữa, người ta còn sống mấy chục năm nữa, thì người ta nhân cái số ngày đó lên. Người ta nghĩ như vậy đó, thì đến chừng chết đó, thì mình cũng chưa có hết nữa, chưa có hết cái số tiền đó nữa. Nhưng mà quý vị thấy rằng đối với cậu công tử này không phải là như vậy. Do cái sự giàu có quá, thành ra những cái bọn du đảng nó mới đón đường cái chàng công tử này. Thì lúc đó nó mới dụ cái chàng công tử này là coi như là uống rượu, uống rượu quý vị. Thì mới đầu đó cái chàng công tử này coi như là cũng cũng thấy thích, thích thú, nó bàn, nó chỉ cho cái người công tử này mỗi khi mà mình uống một chung rượu vô, rồi mình lấy một miếng thịt, rồi mình kẹp một cái tép tỏi, rồi mình bỏ vô miệng, mình nhai, mình ăn, rồi nó còn cái sự nồng cay của rượu, rồi nó có cái sự ngọt của thịt, rồi nó có cái sự cay của tỏi, thành ra những cái chất, những cái vị đó nó hòa trộn với nhau lại, nó vừa ngon mà nó vừa cay mà nó vừa nồng. Đó thì quý vị thấy rằng ở trong những lần đầu đó, cậu công tử này ăn vô uống vô là cái bắt đầu ghiền. Ăn vô uống vô cái bắt đầu ghiền quý vị. Rồi sau này đâu có ngừng lại cái chỗ mà chỉ uống rượu và ăn thịt nữa quý vị. Đó thì cái bọn du đảng này mới chỉ cho công tử này, bây giờ mình có tiền thì mình phải hưởng thụ. Mình vừa ăn, mình vừa uống, mình phải vừa kêu kỹ nữ về để mà người ta múa hát. Rồi người ta muốn hát thì mình phải kêu cái người mà đánh trống thổi kèn, rồi nói chung là có nhạc cụ rồi nữa. Đó thì quý vị thấy hằng ngày cứ ăn chơi như vậy. Đó thành ra đó, đến một thời gian sau coi như là tài sản bị hết, tài sản bị cạn kiệt. Rồi khi mà tài sản bị cạn kiệt rồi đó thì mới sanh ra, mới đi chung với cái bọn du đảng này, đi trộm cắp, đi cướp, rồi vân vân, rồi cuối cùng bị quan quân bắt được. Đó thì quý vị thấy rằng cũng như ở trong cái đời sống này cũng vậy. Có những người người ta nói rằng đời sống của người ta nhiêu đó, người ta cảm thấy là nó đủ rồi. Nhưng mà thật sự ra đó không có đâu quý vị. Ví dụ như có những người người ta nói rằng đời sống ở bên Việt Nam á, mình nhiêu đó mình cảm thấy là nó sẽ hạnh phúc rồi, nhưng mà mình cần phải có tu nữa quý vị. Chứ quý vị biết rằng có nhiều lúc có những người đó chúng tôi thấy rất là tội nghiệp, khi mà họ có một chút ít tài sản rồi đó thì người ta tưởng là chắc ăn, nhưng mà thật sự không có. Một cái trận bệnh, một cái cơn bệnh mà nó đến với mình thôi là nó sẽ tiêu tan hết biết bao nhiêu tiền khi mà chúng ta bị một cái chứng bệnh nào đó. Quý vị thấy rằng ở cái môi trường mà chúng ta đang sống đi, cái môi trường chúng ta đang sống đi, thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta chỉ cần mà ở Việt Nam mà chúng ta dướng vô một cái căn bệnh gì thôi là chúng ta chữa trị biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền mà nói. Đó thành ra nó không có cái gì mà nó chắc chắn hết. Thì ở đây á, dục thủ á, mà nó làm duyên cho hủ á, là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là do mình phải nói rằng các cái bậc trí nói rằng là cái trí của mình á, đối với phàm phu á, thì giống như là cái người loạn trí, giống như cái người loạn trí. Loạn trí ở đây có nghĩa là mình không có điềm tĩnh, thành mình không có biết tính toán, mình không có biết sắp xếp. Mà thì thành ra như vậy đó, gọi là cái sự loạn trí. Thì chính cái sự loạn trí này đó
mà chúng sanh phàm phu mới chạy theo những cái dục lạc. Chạy theo cái dục lạc rồi thì sao quý vị? Đam mê theo cái dục lạc thì sao? Thì lúc đó phải nỗ lực, có nghĩa là họ phải tìm bằng cách này bằng cách kia để mà đi tìm những cái dục lạc đó. Mà ở trong đây đó, họ tìm những cái dục lạc đó bằng cái cách nào? Bằng cái cách ví dụ như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đó, rồi để mà sau khi mà họ có được những cái dục lạc đó, họ hưởng thụ rồi, thì cuối cùng khi mà họ chết, họ sanh vào những cái đọa xứ, thì trường hợp này gọi là dục thủ, mà nó làm duyên cho bất thiện nghiệp hữu và sanh hữu. Ở đây là sanh về một trong bốn cái đọa xứ, một trong bốn cái cõi khổ đó. Đó, quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này đó, không biết là quý vị có thấy không, chứ chúng tôi thấy có nhiều người đó, thật sự ra mình rất là đáng buồn. À, người ta đó thì người ta đi phóng sanh, người ta đi thả cá, còn họ đó thì họ đi câu cá, mà hỏi họ đó là câu cá về ăn hay làm gì, câu cá về để ăn hay là câu cá về để mà bán mà nuôi vợ nuôi con. Họ nói không có, câu cá giải trí, câu cá giải trí chứ con đâu có ăn, con nhà thiếu cái gì, nhà con thiếu cái gì tiền mà phải đi mà câu cá ăn. Đó, quý vị nghĩ đi, một cái con cá vậy đó, rồi mình dắt một miếng mồi cho nó, rồi cho nó nuốt cái lưỡi câu, rồi mình móc nó lên, mình câu nó lên, rồi mình móc nó ra, rồi mình thấy nó vô rổ. Đó, thành ra quý vị thấy rằng đối với các bậc trí nói là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Mình thấy có những người mà người ta sanh ra với cái tai nó cong, hoặc là với cái môi nó bị sứt, vân vân, thì mình nhìn cái đó mình sợ. Nhưng mà bây giờ mình làm những cái nhân này mình không sợ. Cái con cá người ta đang sống như vậy đó, mà mình dư ăn dư để, mà mình câu lên rồi mình thả xuống, mình gọi là mình câu cá giải trí nữa. Đó, mà mình lấy cái sự đau đớn của chúng sanh khác mà mình làm cái niềm vui. Những cái người đó có khi người ta nói với chúng tôi sao, quý vị hiểu không? Ta nói những cái con này nó là con vật mà những cái con này con vật mà thật sự ra đó, đúng là những cái chúng sanh đó là không có được học, không có được học. Quý vị mình mà tu tập thiền quán đó, mình ngồi đi, mình ngồi mình quán xét lại đi quý vị, mình nhìn con cá với mình đó, là chẳng qua là nó khác nhau cái gì quý vị, chẳng qua là nó khác nhau cái gì quý vị. Đối với con người của chúng ta này, với con cá nè, mình phân tích ra đây, đó, đối với nó chỉ khác nhau là cái hành mà duyên cho thức thôi. Nó khác nhau cái hành mà duyên cho thức thôi quý vị. Có nghĩa là do hồi ở trong kiếp trước mình có những cái hành động thiện, thành ra bây giờ mình có cái thân người này. Còn những cái con cá, con gà, con chó đó là do ở trong quá khứ nó có những cái hành động bất thiện nào đó, thành ra bây giờ nó phải làm con cá hoặc là con chó hoặc là con gà. Chứ phân tích ra đó quý vị thấy rằng mình với nó đó cũng là ngũ quẩn với nhau, mình với con chó, con gà vân vân, mình chỉ là cùng chung cái ngũ quẩn thôi. Nhưng mà do cái lớp bao bọc ở bên ngoài của mình, cái lớp bao bọc ở bên ngoài của mình đó, thì mình được gọi là cái thân người, người đẹp, người xấu, người nam, người nữ gì đó. Còn đối với con chó, con gà thì nó được bao bọc bởi cái hình dáng ở bên ngoài là những cái loài màng xanh hoặc là những cái loài xúc xanh đó. Nhưng mà hỏi mình phân tích ra ngũ quẩn coi có đủ không, quý vị tu tập thiền quán đó, quý vị quán coi, coi nó có đủ ngũ quẩn không. Mà bây giờ thí dụ như giờ đối với con cá đi, nó có đủ ngũ quẩn không quý vị? Có đủ ngũ quẩn đó. Quý vị thấy nó được là sắc quẩn không? Quý vị thấy nó được là sắc quẩn không? Đó, rồi quý vị thả đồ ăn xuống nó biết không? Nó biết nó bơ lại nó ăn không? Biết chứ, nó biết chứ, nó có tưởng quẩn chứ.
À, rồi nó ăn xong á, nó ăn xong quý vị thấy nhiều khi á, mình coi ở trong những cái video clip á, mình thấy người ta cho những cái con cá ăn ăn xong rồi nó quẩy đuôi hoặc là nó uống mình qua lại ở dưới nước đó, thì nó có cảm thọ chứ, à, nó có tưởng quẩn, nó có thọ quẩn hết chứ. Rồi á, những cái lúc mà mình ví dụ như mình dụ nó lại mà mình cho nó ăn á, rồi nhiều khi nó mình xua đuổi nó cũng chạy, à, thì nó cũng có hành quẩn gì quý vị đó. Rồi nó cũng biết là cái bờ nào mà để nó chạy lời đó nó ăn, thì cái đó nó cũng là thức quẩn. À, sao cô Tư? Sư cái pháp hả? Dạ sư đang dạy. Dạ không chờ được. Chắc cũng hơi lâu, có gì không cô Tư? Con ai là phước cúng ngàn 1 triệu nữa, rồi cái cuối con cúng 2 triệu nữa là đủ 4 triệu rồi, 3 tháng. Dạ sao? Dạ rồi. Mai 21 về con làm đồ con đem xuống con đem. Rồi dạ. Rồi sao cũng cô Tư ha. Dạ. Con, tại mấy bữa nào cũng đi riết, lần nào cũng đi á. Dạ. Dạ. Sáng này lãnh, nay lãnh là tới là 8 tháng 9 con đi Kiên Giang 3 xe. Dạ. Chùa đó đó. Dạ dạ, chùa Nha Si cũ ha. Dạ. Dạ. Dạ, dạ rồi sa thú cô Tư nha. Dạ. Thành ra quý vị thấy rằng đối với con chó, con mèo, con cá, nó có đủ nó có đủ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn hết quý vị. Nhưng mà thật sự ra mình ngồi mình quán xét lại trong cái dòng sanh tử luân hồi này, do cái hành duyên thức, là có nghĩa là do cái hành duyên thức, có nghĩa là những cái hành động của mình ở trong quá khứ, thành ra bây giờ đó, mình có cái ngũ quẩn mà nó thuộc về người, thành ra mình được gọi là đàn ông, đàn bà, hoặc là người đẹp, người xấu. Còn những cái chúng sanh đó, do cái hành mà duyên cho thức, là những cái hành động mà nó thuộc về bất thiện, thành ra nó cũng có cái ngũ quẩn, mà cái ngũ quẩn đó, là nó được kêu gọi là con cá hoặc là con chó hoặc là con gà đó. Thành ra khi mà chúng ta quán xét, chúng ta thấy rằng là đối với cái lỗi ở trong đó, là cũng là ngũ quẩn, mình cũng là ngũ quẩn, nó cũng là ngũ quẩn, nhưng mà cái sự mà bao bọc cái hình dáng nó khác nhau đó. Thành ra mình không có làm, không có làm hại những cái chúng sanh khác. Ở đây đó quý vị biết không, có nhiều người người ta cố chấp lắm. Người ta cố chấp lắm. Người ta nói tại sao cái đạo của mình ăn mặn được, cái đạo của mình ăn mặn được mà người ta có những cái hành động câu cá vậy thì không được. Thật sự ra đó là do họ có cái sự cố chấp. Chứ mình ăn á, mình biết cái nào có tội, cái nào không có tội. Đối với những cái chúng sanh mà nó không còn cái thức tánh nữa, có nghĩa là nó đã chết rồi, thì bây giờ á, mình không ăn, mình ăn cũng được, mà mình không ăn người ta cũng đem ra người ta dục, người ta cũng đem ra người ta dục ở chỗ này chỗ kia, hoặc là người ta thiêu, người ta đốt, nói chung là người ta cũng làm cái chuyện này chuyện kia. Nhưng mà hỏi mình có làm hại chúng sanh không? Không. Mà họ cứ cho rằng là mình có cái sự mà hại chúng sanh không à? Đó, thành ra đó, cái đó đó, nó là cái sự mà cố chấp. Vậy thì quý vị hiểu cái trường hợp mà dục thủ mà làm duyên cho hữu chưa? Dục thủ mà làm duyên cho hữu chưa? Đó, dục thủ làm duyên cho hữu chưa? Đó, quý vị mà không hiểu, chúng tôi chắc không biết nói sao đó. Không hiểu đó là mình không biết sao đó. Rồi, rồi ở trong cái dục thủ mà làm duyên cho hữu này đó, thì cũng có những người mà khá hơn là chúng ta nè. Đó, chúng ta cũng là dục thủ mà làm duyên cho hữu, mà nó khá hơn cái xíu. Có nghĩa là đối với chúng ta, có một số chúng sanh khác thì nó khá hơn. Có nghĩa là mình coi như là mình cũng tầm cầu dục lạc, mình cũng thích dục lạc lắm, cũng mình cũng thích nước hoa, rồi mình cũng thích cái người mình nó đẹp, rồi mình cũng thích nước da nó đẹp này kia, rồi mình cũng thích ăn ngon, rồi ngủ yên đồ này kia, nhưng mà mình là coi như là mình gia công,
mình tạo trữ công đức phước báo, mình làm những cái nghề nghiệp nó chân chánh, thí dụ làm những cái nghề mà nó không có hại gì tới ai, không có động chạm gì tới ai hết, rồi có xong rồi mình có được cái lợi nhuận do cái nghề của mình đem lại, rồi một phần mình cũng lo cho bản thân, rồi một phần thì mình cũng đi bố thí, rồi mình cũng đi tu tập, mình cũng đi phục vụ. Đó, thành ra trong cái trường hợp này cũng gọi là dục thủ, dục thủ. Nhưng mà mình có bố thí, có trì giới, có phục vụ vân vân, thành ra cái dục thủ này á, nó cũng có một cái cuộc sống mới, cái cuộc sống mới đó là những cái sinh hữu, những cái sinh hữu thì coi như là mình được sanh lại làm người, mình được sanh lại làm người, hoặc là mình được sanh về cõi trời dục giới vân vân. Thì trong trường hợp này là dục thủ mà trợ sanh cho, trợ sanh cho thiện nghiệp hữu, có nghĩa là cái dục thủ này đó, mình cũng có cái dục thủ này, nhưng mà mình có cái sinh hữu mà thuộc về sinh hữu dục giới, sinh hữu dục giới. Đó, quý vị nhớ, đó, rồi cũng có, cũng có những cái chúng sanh, người ta vì người ta muốn, cũng như là người ta muốn có một cái đời sống an tịnh, một cái đời sống thiền định, một cái đời sống mà được an nhiên, tự tại. Thành ra đó, người ta đi tu tập, người ta tu tập về thiền, rồi người ta dính mắc ở trong thiền, có nghĩa là mình thấy tới đây là coi như là tới đây là nó sướng quá rồi, tới đây là nó an lạc quá rồi, thành ra mình chấp thủ ngay cái chỗ đó, coi như là mình cứ gia công, mình ráng mình tu tập, mình ráng mình tu tập tới cái trạng thái này là được rồi, trạng thái này là nhất rồi. Thành ra đó, nhờ vậy đó mà người ta mới đắc được những cái thiền sắc giới hoặc là cái thiền vô sắc, thành ra họ mới sanh lên những cái cõi trời vô sắc, những cái cõi trời sắc giới đồ đó. Đó, thành ra trong cái trường hợp này cũng là dục thủ mà nó làm duyên cho hữu, hữu ở đây mà nó thuộc về cõi sắc giới và cõi vô sắc. Đó, vậy thì ở trong cái dục thủ, dục thủ mà làm duyên cho, làm duyên cho hữu, quý vị thấy dễ không? Phân tích ra vậy thấy dễ không? Đó, một số người, một số người thì coi như là cũng do cái dục thủ này mà coi như là tạo những cái nghiệp bất thiện, thành ra sanh xuống cõi khổ. Đó, rồi một số người thì cũng do cái dục thủ này, nhưng mà cũng vừa làm vừa tạo phước đồ này kia đó, làm những cái công đức, thành ra sanh ở cõi trời dục giới, sanh lại làm người, sanh cõi trời dục giới. À, thì gọi là dục thủ mà nó làm duyên cho nhàn cảnh, nhàn cảnh có nghĩa là dục giới đó, thiện thiện thú dục giới đó, bảy cõi vui dục giới đó. Đó, rồi một số chúng sanh thì cũng do cái dục thủ này mà gia công tu trì, tu trì thiền định, thiền quán, thiền, nói chung là để mà đạt đến cái cảnh giới mà sắc giới vô sắc. Đó, thì như vậy thì cũng là dục thủ mà nó làm duyên cho cái sinh hữu là cái cõi mà sắc giới và vô sắc giới. Đó. Rồi, vậy thì chúng ta bước qua một cái nữa, kiến thủ. Kiến thủ á, nó làm duyên cho, nó làm duyên cho hữu. Kiến thủ nó làm duyên cho hữu có nghĩa là như thế nào quý vị? Thật sự ra đó, chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ nó cũng dễ lắm. Nó cũng dễ lắm. Cái kiến thủ á, là cái sự đam mê trong những cái điều mình chấp trước. Cái sự đam mê trong những cái điều mình chấp trước. Vậy thì cái kiến thủ mà nó làm duyên cho, nó làm duyên cho hữu là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình dướng mắt vô một cái gì đó mà mình chấp ở trong cái, nên nó gọi là cái kiến chấp của mình. Mình dướng mắt vô, ví dụ như là quý vị thấy rằng có những người á, người ta dướng mắt vô một cái thứ tà kiến nào đó,
một cái thứ tà kiến nào đó, thì cũng như là những cái mà nhất là cái động kiến đó quý vị, thì lúc đó đó lúc đó người ta chỉ có biết lăn xả vô đó để mà người ta làm những cái ác nghiệp thôi. Mà những người như vậy đó, những người như vậy đó thì coi như là chỉ có những cái sanh hữu nào quý vị biết không, những cái sanh hữu hạ đẳng. Hạ đẳng là có nghĩa là bốn cái đường khổ đó, là bốn cái đọa xứ đó. Đó quý vị thấy rằng có những cái chúng sanh họ họ rơi vào cái kiến thủ mà nó làm cho họ có cái sanh hữu bất thiện đó. Có nghĩa là họ vướng vào cái tà kiến quý vị, họ vướng vào cái tà kiến, họ nghĩ là đối với vật dưỡng nhân đồ, họ bám chấp vô chỗ đó, họ bám chấp vô chỗ đó. Họ rồi có những người người ta nói không có cần tu gì hết, không có cần tu gì hết, như là họ cho rằng là coi như là ở trên đời này nó không có đời sống trước đời sống sau gì hết đó, họ không có cần làm gì hết mà họ làm những cái điều ác không à, đó họ làm những cái điều ác không à, thành ra mà họ bám chấp ở trong cái những cái gì mà họ gọi là họ biết mới chết được. Họ gọi là, quý vị biết ở đây chúng tôi nói quý vị nó hoạch tẹt ra đó thì nó không được, thành ra chúng tôi nói gì quý vị hiểu rồi. Có những người là coi như là họ cho rằng là không có đời này không có đời sau, mà rồi xong rồi đó họ không có bố thí, không có làm phước gì hết, mà họ chỉ đi đi thâu vô thôi, bằng cách này bằng cách kia họ lấy của người này lấy của người kia bằng đủ thứ cách hết đó, rồi họ tô đắp cho cái cuộc sống của họ, rồi để rồi chi quý vị, để rồi sau đó họ sẽ rơi vào khổ cảnh thôi. Những cái người đó gọi là họ do cái kiến chấp, do cái kiến chấp của họ đó, họ nghĩ rằng như vậy đó. Thật sự ra mấy cái điều này khó giảng, nó khó giảng, tại vì giảng ở trên cái cộng đồng, mà quý vị biết rằng những người mà không có tin đời trước, không có tin đời sau, không có tin nhân tin quả gì đó, là quý vị biết cái hạng người nào rồi, cái hạng người nào rồi. Những cái đó nó nguy hiểm, thành ra chúng tôi nói sơ qua như vậy thôi, nói sơ qua như vậy thôi, chứ quý vị đừng hỏi nó hoạch tẹt ra bắt hết trơn. Đó, còn cũng có một số người khác, người ta coi vậy chứ người ta cũng vướng vô tà kiến nha quý vị, coi vậy chứ người ta cũng vướng vô cái tà kiến, nhưng mà người ta vẫn tới rằm tháng 7, tới tháng 7 người ta cũng đi đó, đoạn kiến với tà kiến. Còn gì chứ có một số người cũng vướng vô cái kiến thủ này, nhưng mà cũng như là cũng vướng vô cái tà kiến, cái đoạn kiến, thành ra cũng tháng 7 cũng đem cũng làm mấy phần quà rồi bố thí cho người nghèo bố thí cho người nghèo chứ không bố thí cho chùa. Chúng tôi ở tháng 7 này chúng tôi mắc cười lắm, có nhiều người quý vị biết không, gỡ chúng tôi là coi như là sư sư con gỡ mấy chục phần quà này nè cho người nghèo với sư, nhưng mà không có cho chùa nha, không có cho chùa nha. Không ai thèm đâu, không ai thèm đâu, không ai, tôi không có năn nỉ đâu. Đối với những người đó đó quý vị biết không, đối với những người đó đó chúng tôi có cái là chúng tôi có một cái lập một cái niệm ở trong tâm là không bao giờ kêu những người đó, không bao giờ kêu những người đó. Quý vị biết có những người người ta có tài sản rất là nhiều, người ta có tài sản rất là nhiều, rồi khi mà bố thí cho người nghèo, bố thí ai mà bệnh mà quằn quại đau thương chết không có hòm chôn người này kia đó, thì những người đó người ta làm cái gì? Những người đó người ta sẽ lấy tiền của người ta ra để mà người ta bố thí, người ta lo. Đó, còn đối với mà bây giờ mà quý vị nói cái chùa đó đang xây dựng vậy, hoặc là cái chùa đó đang nuôi những người mà đang ngồi ăn học, hoặc là những người mà đang ngồi nghiêm để mà thiền định, thiền quán đồ này kia, quý vị biết không?
quý vị năn nỉ người ta góp vô một đồng ta cũng góp nữa. À, cái chúng sanh đó, nó lạ vậy đó, nó lạ vậy. Nhưng mà quý vị biết không, đối với chúng tôi là những người đó chúng tôi không bao giờ kêu gọi họ ủng hộ gì hết. Không bao giờ kêu gọi họ ủng hộ. Chúng tôi để một ngày nào đó những người đó mà tự tay người ta đem đến thôi. Tự tay người ta đem đến, không biết lúc đó mình nhận hay là mình không nhận. Chứ đừng nói mà kêu gọi. Có nhiều vị tu sĩ đó không biết, thành ra cứ nhào nhào vô ngay chỗ đó mà kêu gọi. Kêu gọi thành ra làm cho cái chúng sanh đó đó càng ngày người ta càng coi thường Phật giáo. Càng ngày người ta càng coi thường Phật giáo. Đó, đối với những người đó thì họ mình không, mà mình dứt khoát là không bao giờ đi đến đó mà kêu gọi. Hãy người khi nào mà họ cần mình thì họ đến với mình sẽ hết mình để mà mình giúp giúp đỡ họ. Đó, còn mà bình thường mà kêu mình đi đến họ để mà mình kêu gọi dứt khoát là không. Đó, thành ra trở lại cái vấn đề mà đối với cái kiến thủ thì có những người có cái kiến thủ này mà họ làm những cái họ chấp vào cái tư tưởng đó mà họ làm những cái điều bất thiện, thành ra họ có cái sinh hữu nó bất thiện, những cái sinh hữu xấu. Đó, còn cũng có những người có cái kiến thủ này, cũng có những cái tư tưởng đó nhưng mà cũng biết làm những cái điều thiện sự này kia, cũng như là tới tháng 7 này nè bố thí chúc đỉnh đồ này kia đó, thì những cái điều này đó có khi nó làm cho cái người đó do cái nghiệp hữu này mà nó làm cho cái người đó có cái sanh hữu đời sau là sanh làm người giàu nữa. Đó, thành ra cái trường hợp này cũng gọi là kiến thủ mà trợ sanh cho hữu. Kiến thủ này nó đưa đến thiện thú. Kiến thủ này nó đưa đến thiện thú nha quý vị. Đó, chúng ta thấy rằng nó cũng có hai. Nó cũng có hai. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái thứ ba. Chúng tôi nghĩ chúng tôi phân tích gì là rất là kỹ rồi đó. Rất là kỹ rồi đó. Quý vị mà không hiểu mà thủ mà duyên cho hữu nữa là chắc chết rồi. Rồi, cái trường hợp thứ ba là giới cấm thủ mà làm duyên cho hữu. Giới cấm thủ làm duyên cho hữu có nghĩa là như thế nào quý vị? Có những người do người ta chấp thủ những cái giới cấm sai lầm, những cái giới cấm sai lầm đó, quý vị thấy rằng có những người là tu theo những cái đạo mà ăn đạo mà nằm không có đi, hoặc là ăn bông, hoặc là uống nước lạnh đồ này kia, rồi họ phỉ báng những người khác, đó, cái điều này quý vị thấy rất là nhiều. Mình là coi như là do mình chấp trì một cái tà kiến, mình chấp trì một cái giới cấm sai lầm nào đó. Người ta sống ở trên đời đó, người ta coi như là Đức Phật là dạy mình là ăn uống nó điều độ, nó vừa đủ để no, coi như là gần no rồi thì coi như là mình uống mấy ngụm nước vô là như vậy là được rồi, là có cái sự mà tri túc, gìn giữ nó điều độ đó. Còn này họ bắt mình là coi như là mình nghỉ ăn luôn này kia vân vân, rồi mà mình không làm theo họ đó thì họ sẽ phỉ báng cái này cái kia đó. Thành ra đó, những cái người mà chấp trì vào những cái giới cấm sai lạc rồi họ thấy người khác không làm theo lời của họ, thành ra họ phỉ báng bằng khẩu nghiệp hoặc là bằng thân nghiệp, họ chỉ chỏ xỉ xỏ vân vân, thì những người đó là gọi là giới cấm thủ, giới cấm thủ mà nó làm duyên cho nó làm duyên cho cái sinh hữu bất thiện. Cái sinh hữu bất thiện họ phải sanh về những cái đường khổ đó. Rồi có những người người ta cũng cũng chấp trì cũng như mùa tháng 7 này nè đó, có những người người ta chấp trì đó ăn chay
coi như là tới tháng 7 này là con phát nguyện là ăn chay là coi như là một tháng luôn đó, họ cũng chấp trì đó. Quý vị còn nghe không? Còn nghe âm thanh của chúng tôi không? Đó. Dạ, yeah, đó. Cũng như đó, quý vị nghĩ đi. Giờ quý vị nghĩ đi. Mình mà có ăn chay, mình đã cái miệng mình chứ đã cái miệng ai? Đã cái miệng ai? Tự nhiên mình nói là ăn chay có phước. Mình cũng ăn đã cái miệng. Chừng nào á mà người ta bắt mình ăn. Người ta bắt mình ăn mà mình ăn mà mình theo cái ý của người ta được đó, theo cái ý của người ta được đó, thì nó còn đỡ đỡ. Còn này mình ăn đã cái miệng mình mà mình cứ nói là có phước hoài à. Bởi vì chúng tôi nói thật sự ra đó, quý vị phải nên lưu ý chỗ này. Chúng tôi thấy có nhiều gia đình đó, đang hạnh phúc, rồi không biết đó, rồi cái người vợ hay người chồng đó, rồi đi nghe ai giảng ăn chay đồ đó, rồi về bắt bắt chồng mình, bắt vợ mình phải ăn theo mình. Bắt chồng mình, bắt vợ mình phải ăn theo mình. Đó, đó thì rồi lâu ngày đó, rồi nó xảy ra cãi cọ với nhau. Rồi canh nó cũng lạnh, rồi cơm nó cũng nguội, rồi cái hạnh phúc nó cũng từ đó mà nó nguội theo luôn quý vị. Đó, mình ăn, mình đi. Rồi mình về mình bắt vợ mình ăn, rồi mình về mình bắt chồng mình ăn, rồi mình bắt luôn con mình ăn luôn. Có nhiều người bắt luôn cha mẹ ăn luôn. Trời ơi! Nhưng mà chúng tôi nói cho quý vị nghe nha. Cái này là tại vì cái kinh nghiệm của chúng tôi nó có. Cái kinh nghiệm của chúng tôi nó có. Hồi đó chúng tôi tu tập á, ở trên núi á, chúng tôi ăn chay á, chúng tôi ghét mấy người ăn mặn lắm. Chúng tôi nói thiệt với quý vị á, hồi đó chúng tôi tu á, là coi như là không có ai mà quản lý chúng tôi nhiều hết. Nhưng mà lúc đó chúng tôi trường chay rồi. Chúng tôi trường chay rồi là chúng tôi trường chay. Chúng tôi không bao giờ mà lén mà ăn một miếng bánh mì hết. Không bao giờ lén mà ăn một miếng bánh mì, một miếng gì mà mình có thể mình nghi là cái đồ đó nó không phải là đồ chay. Đó, thành ra lúc đó quý vị biết không, chúng tôi ăn chay rồi chúng tôi ghét mấy người nào ăn mặn lắm. Đó, rồi khi mà giờ chúng tôi xuống, chúng tôi tu với giáo pháp này rồi, bây giờ mình ăn mặn, mình ghét ai ăn chay lắm. Đó, là mình ghét là cái chỗ nào quý vị? Cái chỗ mà họ không có biết được cái đó là có lợi ích hay là không lợi ích, mà họ còn có cái sự ngã mạn nữa quý vị. Quý vị thấy cái mùa này không? Cái mùa này á, là mọi người là coi như là ráng mà kéo nhau ra ngoài cái quán hủ tiếu chay, quán cơm chay ăn để cho người ta thấy nha. Ăn để cho người ta thấy quý vị. Đó, quý vị biết khổ ghê không? Nó coi như là quý vị biết cái mùa tháng 7 này nó mệt lắm. Nó mệt lắm chúng tôi ngồi chúng tôi ăn cơm mà chúng tôi có nhiều khi mình đi đi công việc ra ngoài đó, mình thấy có nhiều người đó là coi như là họ ráng họ kéo vô quán cơm chay họ ăn để chi. Thí dụ như mình đó, mình ăn để chi vị? Mình ăn để no, mình ăn để mà chữa trị cái bệnh đói. Chữa trị cái bệnh đói, chúng ta đó là có cái bệnh đói, ngày nào chúng ta cũng phải trị cái bệnh này hết đó. Cái bệnh cảm, bệnh sốt đó, trị nó một tháng từng lễ gì đó nó hết. Còn cái bệnh đói ngày nào cũng phải trị hết, ngày nào cũng bỏ vô hết đó. Đó, còn mà họ ăn họ không biết, họ không biết mà họ còn coi như là họ coi như là họ chạy ra ngoài, cũng như là họ chạy ra ngoài họ họ rao giảng gì đó, họ rao giảng đây là họ đang ăn chay để mà phát triển lòng từ đồ này kia đó. Thật sự mệt, nó rất là mệt đó. Ông thì chúng tôi giảng theo một cái kinh nghiệm nha quý vị, chứ chúng tôi không có nói ai hết. Nguyên Trang kêu Nguyên Như chi mệt. Tưởng là chúng tôi đang nói xấu rồi này kia, không có nói xấu, không có rảnh đâu, không có nói xấu ai hết nha. Đó, thành ra đó mình chấp trì những cái điều đó, mình chấp trì những cái điều đó, thành ra coi như là gọi là cái giới cấm thủ. Mà những cái người mà người ta chấp trì cái này á, chấp trì cái điều mà nó sai lạc đó, mà coi như là người ta còn phỉ báng, có nghĩa là mình chấp trì cái điều này rồi, rồi nhiều khi mình phỉ báng người khác, hoặc là mình nói xấu người khác, hoặc là mình có những cái hành động mà chỉ chỏ đồ này kia.
kia vân vân, thân nghiệp, nghiệp, ý nghiệp đó, thành ra những người đó sẽ bị do cái sự mà lấy giới cấm thủ này, giới cấm thủ này nó làm duyên cho cái hữu mà nó thuộc về cái hữu nó hạ đẳng, cái sinh hữu hạ đẳng đó, sinh hữu hạ đẳng. Rồi cũng có những người người ta cũng chấp trì những cái giới cấm sai lạc này, mà người ta làm sao quý vị, ví dụ như là người ta tu cũng theo hạnh con chó con bò rồi này kia đó, nhưng mà người ta tưởng rằng người ta dẫn đến cái đạo lộ giải thoát, rồi từ đó người ta cũng có người ta cũng từ đó người ta cũng có cái sự mà bố thí trì giới rồi này kia đó. Thành ra cũng có những người là coi như là người ta cũng ăn chay, hoặc là người ta chấp trì cái quan điểm gì đó, cái hạnh tu gì đó, nhưng mà người ta cũng kèm theo là có bố thí, có trì giới gì đó, thì quả mai cái phước này nó dẫn đến cái gì vậy, dẫn đến tái sanh lại làm người, hoặc là sanh làm chư thiên, cõi trời dục giới vân vân. Thì như vậy đó gọi là đối với giới cấm thủ mà nó làm duyên cho thiện thú, giới cấm thủ nó làm duyên cho thiện thú là cái chỗ, có nghĩa là cái chỗ mà mình đi đến nhàn cảnh đó. Đó rồi còn cái nữa, ngã chấp thủ. Ngã chấp thủ, ngã chấp thủ này á, ngã chấp thủ này làm duyên cho, làm duyên cho hữu là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là đối với chúng sanh phàm phu đó chưa có quán triệt được, chưa có quán triệt được, cái này nó hơi cao, nó hơi cao mà chúng sanh nào cũng có đó, đối với tất cả chúng ta ai cũng có đó. Mình mà tu tập á, mà lúc nào á, mà mình quán về danh sắc, danh sắc á, thì có thể là mình tạm gọi là cũng như là nó lật lợt bớt, nó lật lợt bớt đó. Thì cái ngã chấp thủ này á, là có nghĩa là mình chấp vô đối với Đức Phật thiết là vô thường khổ vô ngã, mà mình chấp vô là có cái bản ngã đó, có cái bản ngã, rồi do từ đó đó cái ngã chấp đó đó mình mới đi đến những cái hành động thiện hoặc là những cái nào hành động ác đó, rồi để mà mình tô vẽ thêm cho cái bản ngã của mình. Do vậy mà mình tạo những cái ác nghiệp hoặc là những cái thiện nghiệp để mà nó dẫn mình đến những cái sinh hữu mà nó tùy theo mình tạo đó. Thí dụ như có những người á, là người ta có cái ngã chấp, có cái ngã chấp không, nhà tôi là vậy đó, nhà tôi là coi như là Tết là phải làm vậy đó, Tết là phải làm vậy đó. Họ có những cái ngã chấp của họ, rồi cái ngã, từ cái ngã chấp đó đó thì họ không, tôi chỉ ở nhà đạo ông bà, đạo ông bà vậy thôi, không có đi chùa, không có làm gì hết đó. Người ta có cái ngã chấp vậy đó, rồi người ta không có tạo những công đức gì hết, thôi ai nhà ai nấy sống, cuộc sống ai nấy lo, chứ không có bố thí gì hết. Mình có cái ngã chấp, mình chấp theo cái bản ngã của mình, rồi mình không có tạo phước gì hết, thành ra nó có cái sinh hữu theo cái sự ngã chấp của mình đó. Rồi những người người ta cũng nói không, nhà tôi là coi như là Tết là con cháu là phải về lại ông bà đồ này kia, rồi xong rồi bắt đầu muốn đi đâu đi, muốn vô chùa tạo phước đi, rồi mùng 3, mùng 4 gì đó, rồi muốn bố thí thì chờ mùng 3, mùng 4 rồi bố thí nha, đầu năm mùng 1 bố thí là tiền nó ra hết đó. Đó. Nói chung là người ta cũng có cái ngã chấp, nhưng mà người ta cũng có cái sự mà tạo phước, hoặc là người ta nghĩ rằng cái ngã mình chấp gì đó, nhưng mà thôi ở trong xóm làng nhà kế bên đồ này kia, mình người ta lớn tuổi hơn mình cũng phải cung kính người ta đồ này kia đó, thì cái đó cũng là ngã chấp thủ, nhưng mà người ta cũng còn tạo một chút phước gì đó. Thành ra do như vậy đó mà gọi là ngã chấp thủ này nó làm duyên cho cái người đó sanh về thiện thú, sanh về cái cõi lành. Rồi có những người cũng ngã chấp thủ nhưng mà nó cực đoan quá, họ không có tạo phước gì hết,
thành ra làm cho họ sanh về ác thú. Họ sanh về ác thú đó. Rồi vậy thì chúng tôi đã giải thích tường tận cho quý vị nghe. Đối với thủ mà duyên cho hữu, chúng tôi đã phân tích ra trường hợp nào là dục thủ làm duyên cho hữu, kiến thủ làm duyên cho hữu, rồi giới cấm thủ làm duyên cho hữu, ngã chấp thủ làm duyên cho hữu. Chúng tôi đã giải thích rồi. Rồi bây giờ chỉ có một phần nữa là chúng ta phải nhớ là đối với hành mà nó làm duyên cho thức là như thế, là nó khác với thủ mà làm duyên cho hữu là như thế nào. Hành làm duyên cho thức là mình nói về quá khứ, do ở quá khứ mình có những cái hành động đó, nó làm duyên cho có cái thức tái sanh này. Còn ngay trong hiện tại này, do dục thủ hay là kiến thủ với cấm thủ gì đó, do cái thủ này mà nó làm cho mình có cái sinh hữu ở trong tương lai. Đó, nó khác nhau ngay chỗ đó. Tại vì nếu mà mình nói đối với cái thủ này là coi như là cũng có chê tá na, cái sự mà chủ ý ở trong đó. Mà đối với hành thì cũng có chê tá na mà chủ ý trong đó. Thành ra chúng ta phải biết phân tích ra cái hành mà nó làm duyên cho thức là nói về ở trong quá khứ, những hành động đó nên mình có những cái thức tái sanh như vậy. Còn ngay trong cái kiếp sống này mình có những cái sự chấp thủ đó, thành ra nó sẽ làm duyên cho mình có sinh hữu mới ngay trong cái kiếp sống này. Rồi vậy thì ở trong cái kiếp sống này đó, quý vị thấy rằng nếu mà ai có dục thủ hay kiến thủ hay giới cấm thủ ngã chấp thủ đó thì mình mau mau mình bớt, mình bớt đi. Mình bớt đi cái gì quý vị? Bớt đi cái thủ, bớt đi cái sự mà giữ chặt như vậy đó. Bớt đi sự giữ chặt như vậy, nó coi như là thôi kệ, có vậy cũng được rồi, có vậy cũng được rồi, thôi ai cũng như là đời sống mình nhiêu đó cũng đủ rồi, mình thấy nói chung là mình cảm thấy đủ là nó vừa đủ đó, thì từ từ mới bỏ được cái dục thủ này đó. Có nghĩa là mình phải ở trong đời sống của mình mình phải có cái sự tri túc, tri túc biết đủ. Hai cái pháp này quý vị thấy rằng hai cái chữ này nó rất là đơn giản, nhưng mà từ từ nó sẽ xóa mờ được cái sự chấp thủ, cái sự biết đủ, cái sự vừa lòng, cái sự biết đủ. Coi như nó đơn giản vậy nha, nhưng mà nó sẽ dần dần nó sẽ bôi, bôi được cái sự chấp thủ này đó. Rồi vậy thì bài học của chúng tôi hôm nay thì chúng tôi giảng này chắc nó hơi dài hả quý vị, nó hơi dài hả, hơi tốn thời gian của quý vị nhiều. Đến giờ này thôi, chúng tôi xin được dứt lời ở trong cái phần này. Với phần phước này xin dâng đến chư tôn đức tăng, chia đều đến mọi người ở trong rung, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài hoàn hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư A Pháp Tính, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú, dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính rất là nhiều. Dạ sư đã dành thời gian của mình để vô giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay, rất là hoan hỷ . Dạ con không biết là đạo tràng có câu hỏi gì không ? Dạ quý vị có thể đặt một câu hỏi, tại vì mình dạ con không biết đạo tràng có câu hỏi không. Dạ con không thấy câu hỏi. Dạ nếu vậy con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ kính thỉnh sư có trước máy không sư? Sư có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp được không ? Dạ sa thú con kính dâng mít lại cho sư . Dạ một lần nữa con kính tri ân sư Pháp Tính . Dạ con xin xuống mít .
Bhavatu sabba mangalam ratkantu sabba devata sabba bhuta nupave nasada suti pavantu te bhavatu sabba mangalam ratkantu sabba devata sabba dhamma nupave nasada suti pavantu te bhavatu sabba mangalam ratkantu sabba devata sabba sangha nupave nasada suti. Và vâng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa-thu-sa-thu lành thay. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. À. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi khính pháp ạ. Dạ đề wa ta san quy ti ha ra wa si ni thu bê ka re po ti ka re ta hen ta hen. Ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so ting ka ro te tha wi ha ra man da le te ra cha mat cha na wa ka wa it tha pu sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha it sa ra sap pa na pu ta su khi ta pa wan tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam ba wa sam se da cha ta a tha wo pa pa ti ka ni ya ni kam tham ma wa rang a pi cha te sap be bi duk kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra ta pu ka la sang kho ho tu samak go wa at tha cha ya hit ta ya cha am he rak kha ki tu sat tham mo sap de pi tham ma cha ri no vi thi vi thin sam pa pu ne ya na tham ma vi yam ba we di te. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng, và kính tri ân sư Pháp Tính đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và con xin một lần nữa con kính tri ân quý đạo hữu đã tham gia thời pháp thoại ngày hôm nay ạ. À. Và con kính mong quý cô chú, quý sư sẽ đến trở lại Zoom vào ngày mai vào lúc 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. Ngày mai sẽ là giờ dạy của thầy Kinh. Chúng ta sẽ bắt đầu học tiếp vi diệu pháp ạ. À. Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư, quý cô chú đạo hữu. Và con kính chúc mọi người có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính tạm biệt đạo tràng. Con xin xuống mít ạ. À.